La Thanh Sài Gòn xin kính chào quý vị ở trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, thì tôi vừa xem cái clip của thầy Lê Thiện đã đưa là hot boy xuất viện về nhà. Thì trong clip đó nó cũng móc tên tôi ra, nó tôi thành bỉ ổi. Thế tôi hỏi quý vị, và tôi mong rằng tất cả quý vị xem cái chương trình này cũng cho tôi một cái câu trả lời. Cho tôi một câu trả lời. Nó công tâm nhất. Nó nói rằng là tôi bị ổi vì nó căn cứ vào cái số tiền mà 5 triệu của chị A Lương vừa rồi đó Nó nói tôi là đang vu khống đó. Để. Tôi hỏi quý vị nè. Cái phát ngôn là phát ngôn của chị A Lương. Chị A Lương là comment thẳng trên cái kênh của nó Trên cái clip của nó Cái tựa đề cái clip ấy, Là đêm cuối của Hot Boy Canada Là chị comment vô với cái nội dung rất rõ ràng Là chị A Lương đây Chị có nhờ khuyến lê gửi cho em với số tiền Vào thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021 Lúc 9 giờ 05 phút chị thấy chị không có tên trên chị có những comment chị hỏi như thế đúng không ạ vì theo khuyến lê khuyến lê nó nói rằng là tiền của chị ala lương gửi là để vô bếp cơm bác qua trầu nhưng vừa qua tôi có đọc danh sách 8 bà tám lần mà bà con gửi cho bếp cơm bác bà trầu không có tên của chị Anna lương để mà khuyên lê nó giảm dám khẳng định rằng là chị an lương cũng đã xem cái clip đó cũng xác nhận là chị có tên trong đó. Và Khuyến Lê cũng nói rằng kính Khuyến Lê cũng xem cái clip trong bếp cơm bác Ba Trầu là có tên chị An Lương trong đó thì tôi hỏi quý vị nè, nó xem cái clip nào? Nó thành thiện nó trao tiền cho bếp cơm bác Bà Trầu trong mùa dịch chỉ có 8 cái clip. 8 cái clip trong 8 clip đó không có tên của chị An Lương. Và tôi cũng đọc và chị ấy Lương hỏi tôi cũng trả lời không có tên của chị trong cái danh sách này. Là danh sách là 8 cái clip. Đấy. Thì khi với cái tâm lý một người mà họ gửi tiền cho lên Thiện thì họ thấy họ không có tên thì họ được quyền hỏi. Đấy. Không phải là mạnh thường quân mà ngay cả tất cả các vị khán giả cũng yêu cầu những anh em thiện nguyện làm phải có cái sự minh bạch sao kê rõ ràng. Vì nói thật sự ra sao kê này đó là cái quyền lợi cho người thiện nguyện chứ không phải cho mạnh thường quân vì sao mà sao kê này đó là quyền lợi mình làm rõ ràng thì mình phải là gánh vô hai cái từ là sao kê minh bạch Đấy. mình phải thể hiện cái số chi tiết rồi mới ra số tổng cái đó là chính bản thân mình tôn trọng mình đúng không ạ nhưng đằng này sao quý vị Đến một cái lại nhỏ nhoi nhất đó là Mạnh Thường Quân. Xem không có tên của mình trong danh sách quyên góp tiền từ thiện. Người ta comment vô chính cái kênh của nó luôn. Mà nó lại không có một câu trả lời. Với cái nội lưu dung là chị An Lương đây. Chị có nhờ khuyến lê gửi cho em với số tiền ngày tháng năm đó. Thời gian đó. Mà nó lại là không có coi Nhưng cái clip vừa rồi nó quay lên đó vẫn có là cái tên của chị A Lương thì nó phải biết rằng nó phải biết rằng cái trách nhiệm của nó là sao nó nhận tiền của người ta nó nhận tiền của người ta thì nó phải là trả lời cho người ta Đấy. nhiều lúc bà con không thấy thì trách nhiệm của nó nó nhận tiền của bà con thì nó phải trả lời cái chuyện nó chuyện đương nhiên đúng không ạ cho nên á chị cùng mấy nó nói thời gian khá lâu là hơn hơn 2 tuần chị cứ theo dõi miết mà không thấy lên thiện trả lời các anh chị mới là comment hỏi mà nó không trả lời đã giống gì nó cứ leo lên cộng đồng mạng nó cứ chửi chị anh à Lương tôi hỏi quý vị một thằng thiện nguyện viên mà trốn tránh đi cái trách nhiệm mà trả lời với mạnh Thường quân trốn tránh đi trách nhiệm của trả lời của khán giả thì đó có phải là thằng bị ổi hay không vì sao phải trốn tránh nếu như mình làm mình làm việc minh bạch rõ ràng vì sao phải trốn tránh đấy cho nên chị A Lương đưa ra cái chứng từ đó để chứng minh rằng chị có gửi tiền chứ không phải là một người mà nói dối, một người là cái dựng chuyện như Lương Thiện nghĩ. Đúng không ạ? Cho nên á cái đây thông qua cái sự việc của chị A Lương chúng ta mới thấy được cái bộ mặt thật của Lương Thiện. Chúng ta mới thấy được bộ mặt thật của Lương Thiện. Nếu như tôi nói nè, nếu như chị A Lương không có chứng từ không còn giữ lại chứng từ thì cái nội oan của chị An Lương đó là gì? Một người nói dối, một người bịa chuyện, một người bịa đặt. Đúng không ạ? Còn nếu như tôi không giữ lại tất cả các comment của cái thành khuyên Lê thì tôi cũng là một người dựng chuyện, đúng không ạ? Vì tôi coi trong cái bếp cơm bát Ba trầu là không có, tôi báo không có cái chuyện chuyện rất bình thường. Nhưng Khuyến Lê comment thẳng vô trong kênh của tôi là hôm trước là khuyến Lê chuyển tiền hôm sau là Lê Anh Thiện đưa tiền tới bếp cơm bác qua trầu. Thế tôi hỏi quý vị cuối cùng Lê Anh Thiện dùng tiền đó là cho bếp cơm hay là cho mục đích khác? Trong bếp cơm không có. Đúng không ạ? Thế tôi hỏi quý vị thằng nào là thằng dựng chuyện? Đấy. Mà trách nhiệm, trách nhiệm này là trách nhiệm của ai? Trách nhiệm của thằng Lê Anh Thiện nó phải trả lời. Nó phải là trả lời những câu hỏi liên quan tài chính mà được cái như là nguyên góp. Ngay cả cái quỹ của nó nó phải có trách nhiệm Đấy. nó phải thể hiện tất cả các thông số rõ ràng chi tiết số tổng đầu vào đầu ra ra sao người nào cái nhà đóng góp vào đó nó có hai cái trong tất cả những cái kênh thiện nguyện nó cứ luôn luôn có hai cái nguồn quỹ một là cái nguồn quỹ chỉ định và cái nguồn quỹ không chỉ định cái nguồn quỹ chỉ định thế này quý vị nè giống như một người nào đó trao cho hoàn cảnh nào đó là kể như là một ngàn đô đi đúng không ạ thì mình tới mình trao và báo cáo luôn trên cái clip đó thì tất cả các mạnh thường quân Nào mà trao đó thì cái như là Họ sẽ nhìn thấy ừ trong đó có tên mình đấy. Còn cái nguồn quỹ không chỉ định là thế này Cái nguồn quỹ đó là đưa vào cái quỹ Thì gặp trường hợp nào mà khó khăn thật sự thì ta giúp đấy Nhưng mà không phải là muốn giúp rồi đó mà không công khai Giúp cũng phải công khai công khai bằng hình ảnh công khai bằng số tiền đấy vì tiền đó không phải là tiền của mình lương thiện phải nên nhớ tiền đó không phải là tiền của mình mà tiền đó tiền của mạnh thường quân đấy tiền đó mình giữ giùm và mình đi trao giùm trong quá trình giữ giùm trao giùm bà con cũng cho mình sang xe đủ các kiểu rồi và cũng có tiền like tiền view rồi đúng không đấy cho nên vì sao mà khi nhắc đến cái hai cái từ mà kể như là nó hơi nhạy cảm là sao kê cho nó rõ ràng công bố ra cái rõ ràng thì lên thiện lại có những cái động thái Đấy. là như gà mắc tóc mà nhận tiền của mạnh Thừa quân rồi mà đến bây giờ mạnh Thừa quân hỏi là cái nhà cũng không trả lời kịp thời để thời gian khá lâu thì người ta phàn nàn người ta có những cái ý kiến thì nó quay sang nó chửi trường hợp của chị a lương là trường hợp như thế đấy cho nên nếu chị A Lương mà chị không giữ lại cái view đó là chị muôn đời chị vẫn chết trong cái cái sự mà oan khúc là bị Lê Thân Thiện là nói rằng là cái chị nói không có cơ sở. Đấy cho nên chị thông qua cái kênh của tôi đó, chị muốn nhờ tôi đưa lên để hỏi lên Thiện số tiền của chị giờ này ở đâu. Đúng không ạ? Cho nên những thằng mà cái như bây giờ chưa biết đầu đuôi câu chuyện mà nhảy vô đây ấy, nhảy vô đây để mà cứu chúa đó cứu chúa là cái coi chừng là cái như là, là là, là 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 bị người ta chửi ngu rồi ra đó bay phải hỏi rồi bay phải biết bay phải nghe những gì những người trong cuộc họ nói cái gì nghe chị a lương họ nói cái gì nghe chứ bay đừng có vô cứu, cứu chúa mà bay cũng tránh cái đủ cái tạm tầm mà để nhảy vào đây cứu chúa đâu nói thật đấy cho nên tôi hỏi quý vị cho nên trong cái trường hợp của chú dương trong trường hợp của chú Dương mà mùa dịch năm 2021 Lê Thiện bây giờ nó giữ 20 triệu Thế tôi hỏi quý vị nó có trả lại cho Mạnh Thường Quân không? Giờ cũng giống như chị A Lương Thao Nếu chị muốn là chị muốn chứng minh chị trong sạch Muốn chứng minh chị là không bị oan khúc Là chị có gửi tiền thì chị đưa cái bill ra Thì bây giờ tất cả các Mạnh Thường Quân mà tước gửi cho ông Dương đó Thì nếu bây giờ muốn nhận tiền lại thì phải đưa cái bill ra cho nó Đúng không? Thì nó mới chuyển trả lại Giờ không có bill nó khỏi chuyển trả đúng không? Ý lên thiện là thế Trên cái số tiền Dương mà đến bây giờ Dương cho chỗ thầy mù là nó chưa có một câu trả lời cộng đồng là chỗ đó Nó nói là không có được quyền Khán giả không được quyền biết Mạnh thì quân không được quyền biết Nó sử dụng đồng tiền gì đó là việc của nó Trời sao tiền của người ta đâu phải tiền của mày thiện Khán giả cũng chính nhờ khán giả nè Cũng chính nhờ khán giả Người ta chia sẻ clip cho mày Người ta xem cho mày Người ta ủng hộ mày cái lực view và bên cạnh có những khán giả họ chia sẻ cái clip đó Mới tiếp cận được tất cả các mạnh thường quân Đúng không ạ? Chứ không phải mạnh thường quân là cái như là là khơi khơi khơ đầu cái kênh của mày lớn mạnh như thế được Để. Không? Chứ cũng phải có cái sự mà tác động của những vị khán giả Họ chia sẻ clip rồi rồi Họ comment rồi đã có sự lan tỏa nhé cho nên tôi nói này là ban chắc là nó qua cầu rút ván ở chỗ đó. Đấy. Đấy tôi hỏi quý vị như trường hợp của ông Dương thì cái thằng Lân Thiện có bị ỏi không? Nó quá bị ỏi chứ bị gì nữa. Đấy. Thì tôi hỏi nó mặc váy được chưa? Nó đủ đủ khả năng mặc váy rồi đó. Đó. Rồi trường hợp của ông thầy mù, trường hợp thầy mù đây nó càng bị ỏi nữa, nó càng xấu xa đê tiện nữa. Đấy. Ông Huỳnh Văn Đợi này không phải thầy tu mà hiện bây giờ ông Huỳnh Văn Đợi là có từ 6 vợ sáu đứa con ở sáu tỉnh thành khác nhau đi chỗ nào là có vợ có con chỗ này đó quý vị đấy. mà chắc cái tin này nói ra chắc không ai tin đâu đấy. nhưng đó là một thông tin chính xác đó Ông không phải là người tu ổng là người kể như là nằm trong cái hội người mù đấy ở diện châu sóc trăng nhưng nó cũng xuống bắt đầu kể như là nó để cho ông khóc cái áo tu sĩ. Đấy. Rồi lấy một tờ giấy A4 mà có chữ ký của một cô bé gọi là Lê Thị Mỹ Ngọc mà không có ngày tháng năm sinh, không có chứng minh nhân dân. Đấy là đứng lên kêu gọi từ thiện để mà cái như là để ông này ghép chống bạc nhưng cuối cùng sao quý vị? Cuối cùng sao? Cuối cùng thằng lớn thì nó có xác minh được cái cái, cái trường hợp của ông à, Huỳnh Văn Đợi này hay không? Nó đâu xác minh nếu nó xác minh thì trường hợp đấy là dễ chi mà cái như là mạnh quân gửi về cái như gần 600 hơn 680 triệu đấy đấy có phải cái sự bị ổi lên thiện không những người nào đó mà nói theo nó là không bị ổi là làm từ thiện làm thiện nguyện như nó ừ. còn những người nào mà đứng ra cái vạch trần bản mặt ra giữa cộng đồng đó là nó nói những người đã bị ổi đấy, giống như tôi bây giờ nó tôi bị ổi nè thì những trường hợp đã tôi so sánh vừa rồi đó Đó là cái sự bị ối lương thiện đúng không? Cho nên tôi nói lại Cái chị Anna Lương là chị Anna Lương comment trên kênh của tôi Và tìm đến tôi để Nhờ làm cái sự việc Mà 5 triệu của chị là Ở đâu Và lương thiện sử dụng việc gì Đấy. Vì chị không thấy Chị không thấy tên của chị Mà chị không thấy tên của chị Chị được quyền hỏi Còn trách nhiệm tìm đó là của thằng Lương Thiện Chứ không phải là của Lăng Thang Sài Gòn Đúng không ạ Tôi với nhiệm vụ à, chị đưa chị nhờ Thì gần như là tôi lên Tôi nói Vì sao chị cũng đã chứng minh rằng Là chị cũng có comment vô trong cái clip của Lê Thiện Mà không thấy Lê Thiện phản hồi Trong thời gian là Như cái mà tôi đưa lên clip là 12 ngày Đúng không ạ Thì mạnh là quân tôi hỏi quý vị Họ được quyền hỏi không Được quyền hỏi sao không được quyền hỏi Hỏi anh không trả lời Người ta tìm kênh khác Người ta hỏi bình thường Nghe không? Và bằng chứng rất rõ ràng là có comment trong kênh của Lê Ân Thiện đó. đó là cái bằng chứng hùng hồn đấy Cho nó đừng bao giờ nó dẫn dắt dư luận một cách bỉ ổi thối tha của nó Nó nói rằng tôi cái như đi kích động bài hiếu kích động của ông Ba Trầu Để mà cái nói sai là số tiền Tôi xin thưa quý vị đó. Cái số tiền ông Ba Trầu ông nói là ngay từ trước Trong năm 2021 cũng phải thời điểm bây giờ đâu mà không phải ông nói mỗi mình tôi ông nói rất nhiều người đó đó chứ không phải đến thời điểm mà năm 2022 rồi cái như ồn ào lên rồi cái như là ông nói trên kênh của tôi đâu thưa quý vị ông nói rất nhiều người từ năm 2021 cơ đấy và cái chỗ bà Hiếu thì thôi khỏi bàn nữa vì cái như là bà Hiếu là cái như là cái lòng tham của bà có mà do kết hợp chỗ lơn thiện lòng tham nó trội lên đúng đấy chứ sự việc bà Hiếu cái dương lơn thiện là kênh tôi lúc đó là cái như nó chưa có hình thành đấy. thì tôi tôi hỏi quý vị tôi xúi dục bà tôi được cái gì Đấy. Do cái sự của nó là nó không có rõ ràng, không minh bạch rõ ràng Cho nên người ta kể như là mới nghi ngờ, người ta mới hỏi Cái chuyện đó, chuyện đương nhiên, không có gì cả Mà thậm chí Mạnh Thường Quân hỏi nó, nó còn chửi cái muốn chị bà Hiếu Như chị A Lương hỏi nó còn chửi lên bờ xuống ruộng nó nó chửi bay tóc trắng đấy Thế bà Hiếu là cái gì đúng không quý vị? Bà Hiếu là người được lương thiện giúp đỡ đó Còn Mạnh Thường Quân cái đó còn chửi Đấy thì chúng ta phải có cái sự nhìn nhận nó thấu tình đặc lý nó rõ ràng đấy thế còn những thằng bảo vệ chúa mà vô mà ngu ngu cái vô cái nhìn đấy mà như công việc ấy không hiểu trơn mà đứng lên ghế như đúng rồi bay biết gì cái sự tình công việc này mà bay cái lên tiếng ở đây à. mà bay lên bay bảo vệ Lên thiện như đúng rồi bay chưa đủ tư cách bay chưa đủ tầm mà để bảo vệ những cái vấn đề sai trái thì bạn không có luận chứng đấy những luận chứng vừa rồi tôi nói đưa ra đấy, thì quý vị cứ tự cho tôi cái 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 phán xét là cái như là là, là 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 nhanh gọn nhất gì đâu cần gì đâu phải chúng ta phải nói nhiều đúng không quý vị nó bị oải cái nó kêu gọi người ta rì bọt kênh tôi đấy tôi hỏi quý vị nó bị oải không ai bị oải ngay nó bị oải cái là nó xúc phạm những người phụ nữ, những người già cả, đấy. những đấng sanh thành. Đấy. Tôi nói cái miệng lớn thiện bây giờ nó mở ra là toàn dồi không đấy. đấy. Nó đi dẫn dứt dư luận thì tôi nói thật sự quý vị những cái kênh mà kênh lớn như thế là những thằng cái như thế quá bị ổi Thằng đấy nó còn tệ hơn kể như là là, là 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 con đàn bà này đừng nói là đàn bà mặc váy nó cũng không có đủ tư cách để mà mặc cái váy nữa thưa quý vị Đấy. mà chỉ trùm váy đi thôi thật sự nó không đủ tư cách nó mặc quý vị đụng chuyện một cái lớn đụng chuyện là gọi người này tới người kia tới để mà cả như đi chửi dùm thì thôi chứ thật sự ra thì hết cách Đấy. cho nên khi khi mà nó nó dẫn chứng cho chị A Lương những cái clip mà có tên chị A Lương vì cái trách nhiệm đó trách nhiệm của nó bắt đầu chị A Lương á là chị comment vô là sự việc này là thế này là khác hiểu lầm hiểu đồ đó thì tôi mới nói rằng tại sao trước không có mà giờ có vừa mới trưng bằng chứng lên là có đấy. vì chính thành khuyên lê nó nói trong bếp cơm ba trầu mà trong bếp cơm ba trầu 8 clip đó không bao giờ có clip nào mà có tên của của A Lương cả giờ còn sững sững clip đó quý vị cứ vô mà coi Đấy. Vừa rau Linh Sinh cũng xảy ra cái chuyện mà cái 1 tỷ 777 triệu của chỗ bác Ba Trầu cho làm thì cái cái chuyện mà cái như là những khoản tiền khác, những khoản tiền khác chưa nói. Đấy. Thì tôi đang nói đang nói danh sách trong cái 8 clip đó. Còn thành khuyến lê đó cũng khẳng định là tiền là cái chuyện đến cái, cái cơm bác Ba Trầu chứ không phải là cái như là là là, là, là chuyện đi với mục đích khác. Đấy. Mà chị chờ không có chị hỏi chị hỏi nó trưng bày đó thì cái như là chúng ta phải đặt một câu hỏi nếu như trong bếp cơm Bắc qua trầu Danh sách đó mà có trong bếp cơm Bắc qua trầu Theo những clip sau này chúng ta đã có dấu hỏi lớn Đúng không Cho tôi muốn nhắn tin ở dưới tôi nói Nếu như mà Trong bếp cơm Bắc qua trầu Trước không có mà giờ có Đấy là một vấn đề đã khác Đúng không ạ Cho giờ nó sang nó sang cái, cái, những cái, cái, cái kênh của nó những cái fan cuồng nó bắt đầu là cái như nó là tôi đang cái như là vu khống đó dẫn dứt dư luận những cái dẫn chứng đấy mày có mà vô không đấy thì chị a lương chị cũng không thấy tên của chị chị có đóng tiền chị không thấy tên của chị chị mới hỏi mày mà chị nó có thật chứ vu khống cái gì đâu cái này là người ta muốn cần làm sáng rõ sáng tỏ cái vấn đề mày nên hiểu vu khống là người ta nói mày thế này thế khác còn cái này người ta thách mắc người ta được quyền người ta hỏi đấy mà người ta hỏi mày không trả lời được lúc đó mới ra một cái chuyện khác nên mày Mày nghe tao nói rồi mày rống tay rồi ra mà nghe thiện Đấy. Vu khống mày là cái chuyện nó khác Còn cái này người ta thắc mắc Người ta thấy trước mặt đó Là mày chửi người ta Mà người ta comment vô rất rõ ràng Là cái như mày Không trả lời Đấy. Thì người ta tìm qua tao người ta hỏi Mày nói tao là đi dựng chuyện Dựng cái gì? cái vấn đề này là 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 từ chị Anna Lương chị hỏi thì cái như là chị cũng đưa ra rất rõ ràng cái dẫn chứng ừ đưa lên đó mà nó không trả lời đấy tôi hỏi quý vị một thằng thiện nguyện mà cái như là bây giờ cái như là mạnh thường quân mà cái phải có cái chứng từ mà tới hỏi được nó thì tao thua đấy đó là một trong những cái mà tôi thấy là cái sự mà nó không được cái như là 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 là, là, tâm sáng đâu cái tâm nó là cái như là dạng tâm bùng rồi Đấy. anh đi làm thì anh mong rằng mạnh thường quân phải liên lạc với anh để hỏi thường xuyên cái số tiền người ta sử dụng của gì cái điều đó là tôi nghĩ là nên đó là anh cái tâm 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 thiện nguyện này. người ta hỏi anh để người ta theo dõi số tiền của người ta điều đó cũng đúng thứ hai nữa đó có rất nhiều bà con họ quan tâm đến cái sự việc đó à, họ hỏi rằng ở số tiền của họ giao đó rồi có sử dụng như thế nào rồi giúp bà con có đủ thiếu hay không người ta sẵn sàng người ta sẽ bổ sung nếu như anh làm đúng anh làm đủ đúng không ạ cái đằng này anh đi làm thiện nguyện mạnh sợ mạnh thường quân cái như là là hỏi anh số tiền của họ thâu thua không biết anh làm kiểu gì đấy mà tôi thực trường học của thầy mù cũng nhiều người hỏi lắm rồi đó như là cái nhà phạm david cũng là nhảy sang kênh tôi hỏi vừa rồi đó quý vị đấy cũng nhiều người lắm Chứ không phải tôi Thật không phải cái mỗi chị A Lương Mà cũng có rất nhiều bà con hỏi Cái số tiền của họ bây giờ làm gì Thì thật sự ra nếu quý vị hỏi Tôi cũng từng nói rồi quý vị hỏi Thì sang kênh Lương Thiện hỏi Chứ còn riêng tôi là cái Đừng qua hỏi kênh tôi Tôi không phải là người giữ tiền của quý vị Để. Trên trường hợp của chị A Lương Chị cũng sang kênh Lương Thiện hỏi Mà hỏi không trả lời Đó cho nên chị mới đưa cái bill của tôi Và nhờ tôi hỏi giùm Trên kể như là cái clip vừa rồi đó Đấy. Thì lương thiện mình năm chân bảy cánh chạy làm gì Tại sao người ta comment cho mày cái sự thầm lặng đó Mày không trả lời cái thầm lặng đó chị Mà để đưa anh táp cộng đồng tất cả rồi cái Mày năm căn bay năm chân bảy cánh mà chạy mày mày đi đi kêu oan oan cái gì mày không trả lời cho người ta người ta có quyền người ta nghi ngờ mày mà đó là cái chị an lương đang nghi ngờ, ngờ, mày đó mà chính bản thân mày cũng đang nghi ngờ chị an lương mày là nghi ngờ bả là nói dối còn bả nghi ngờ mày là không rõ ràng cái chuyện cái chuyện đúng mà có gì đâu ở bàn cãi đấy mà cũng chính thằng đệ của mày thằng khuyến lê đó nó cũng nói là cái như là là chuyển vô bếp cơm bắt trầu mà thưa quý vị bếp cơm bắt trầu có đâu là mày có kiểu kiểu nào mà tiền của chị ăn lương đó. mà chuyển về đâu đi về đâu với thằng lương thiện nó giữ tiền nó biết chứ làm gì hỏi tôi sao tôi biết đấy cho nên cũng chính vì vấn đề đó mà chị Ana lương cả như đưa cái bill để tôi lên tôi hỏi cho lương thiện phải trả lời và trong clip tôi nói rõ ràng lê thân thiện trả lời việc này như thế nào Đấy. Và từ vấn đề đó là thành cái như thành khuyên lê nó cũng khẳng định là chính chị A Lương cũng xem cái clip rồi, chính chị A Lương cũng đã đã có tiền ở chị bếp cơm bắt đầu nhưng cuối cùng có đâu? Cuối cùng bác bếp cơm bắt đầu làm mày có cái khoản tiền đó. Cho nên tôi nói quý vị nhiều thằng là mang chắc nó nó gà mờ lắm, nó cố tình cái nó nó dẫn cái này nó dễ kia. Tôi nói là làm thiện nguyện ít ra anh phải có một số theo dõi. Đấy. Số theo dõi hàng ngày anh cái nhận tiền của ai anh giúp hoàn cảnh nào Đấy. Phải có Chứ còn không có là cái như thật sự Muôn đời anh làm nó vẫn là mờ áo à Đừng bao giờ lên dẫn dắt dư luận Dẫn dắt cộng đồng Là cái như lan thang Sài Gòn cái Như là là, 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 là bị ổi Bị ổi là sao bằng lương thiện Những trường hợp vừa rồi tôi nói là lương thiện là quá bị ổi, quá bị ổi nữa. Mà nó thật sự cái sự thật đây là Nó là quá rõ ràng rồi tránh qua là thật cái mèo mờ mèo mù mà vớ được cá ráng nhưng trách nhiệm nó giải trình là vẫn là trách nhiệm của lương thiện đấy đành này cái như anh nhận tiền người ta rồi người ta cái như theo anh hỏi bắt đầu là cái như anh quay anh chửi người ta lên bờ xuống ruộng mà yêu cầu người ta phải có bằng chứng của hỏi anh được người ta đọc tên tên người gửi đấy đọc tên người nhờ gửi thời gian gửi Số tiền gửi mà anh không tìm ra được thì tôi chẳng biết anh làm anh theo dõi bằng cách nào. Anh dùng cái gì để anh theo dõi cái cái dòng tiền của của, của thiện nguyện đó. Đấy. Anh không có cái sự rõ ràng thì tất cả bà con là cái như họ có gửi tiền họ mới hỏi thôi chứ không không có gửi tiền họ không rảnh mà để họ hỏi. Cho nên thông qua cái này tôi hỏi quý vị đó. Nó nói là cái cái sự mà cái bỉ ổi thì tôi thông qua là tôi gửi quý vị xem từ cái thằng nào nó bị ỏi. Đấy cái thằng nào nó bị ối thằng nào nó dẫn dắt cộng đồng dẫn dắt dư luận những cái gì tôi nói đó những cái gì mà mà trong suốt thời gian vừa qua tôi nói đó quý vị quý vị cứ nghĩ đó là đúng hay sai chắc ăn tất cả chúng ta cũng có những cái suy nghĩ ấy thôi đấy như trường hợp ông dương trường hợp bà hiếu trường hợp thầy mù đó trường hợp bác Ba trầu đó qua trao tiền cái có đếm hay không hay đưa một cục đó bây giờ cái la làng ba trầu la làng đó rồi bây giờ cái nhân quay sang đi chứng minh thế này thế khác Tại sao nó không nha có những cái chặt chẽ ngay từ ban đầu. Đấy. Chứng minh cái gì trong bây giờ bây giờ nữa tiền mất tật mang chứng minh gì nữa. Thì bây giờ nó thật sự ra nếu mà không có những cái mà lình sình hôm nay thì những ngày trước ta phải làm thế nào cho nó rõ rõ ràng. Đấy. Giao đưa kiểm điểm tất cả ta đảm bảo cái gì không bao giờ có cái chuyện lình sình mà rất rối như ngày hôm nay. Đúng không ạ? cũng do chính mình không minh bạch tại sao tất cả các kênh người ta làm thiện nguyện là cái như là không ai nói mà mới nghiêng cả một mình lơn thiện là bị người ta moi ra đầu ra người ta nói vì có những dấu hiệu là cái nhân là kêu gọi không rõ ràng đấy có những dấu hiệu kêu gọi từ thiện không có sự xác minh đấy cho nên người ta mới lên tiếng đấy. Nếu còn kêu gọi rõ ràng, xác minh rõ ràng, trao rất rõ ràng, minh bạch thì thực sự tôn nó lên làm thánh luôn chứ vì để đi cứu dân độ thế mà. Đèn này nó là dạng thánh mà thánh nổ, thánh ba dơ đó. quý vị. Trên thông qua clip này tôi cũng mong rằng tất cả quý vị cho tôi một tiếng nói công tâm. Và clip này tôi xin phép quý vị cho tôi kết thúc clip đây một lần nữa. Kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye quý vị.